chào các bạn, mời các bạn xem trận thi đấu thứ 7 của câu lạc bộ BFU Blue Kids gặp đội câu lạc bộ Okazama trong khuôn khổ giải vô địch bóng chuyền nữ Nhật Bản mùa giải 2022-2023. Đây là tuần lễ thi đấu thứ tư diễn ra giữa hai đội bóng trong trang phục áo xanh quần xanh trên màn hình các bạn là câu lạc bộ Okazama. Và trên màn hình các bạn, các cô gái đang mặc trang phục áo trắng quần xanh là câu lạc bộ mèo xanh BFU của Trần Thị Thanh Thúy. Ở lượt trận thứ 5, mèo xanh BFU đã chiến thắng tưng bừng trước câu lạc bộ Toyota với tỷ số 3-1. Sang ngày hôm sau gặp nhau tái đấu giữa mèo xanh BFU và câu lạc bộ Toyota, mèo xanh BFU đã thi đấu rất khởi sắc ở hai hiệp thi đấu thứ nhất và thứ hai, nhưng sau đó mèo xanh BFU đã thi đấu thất thường, phong độ xuống không thể hiểu nổi và để cho Toyota lội ngược dòng chiến thắng với tỷ số 3-2. Và ở hiệp thi đấu thứ năm, mèo xanh BFU đã để thua khá xa trước Toyota với tỷ số 11-15. Đây là một thất bại rất đáng tiếc của mèo xanh BFU tại mùa giải cũng như hai lượt trận đầu gặp nhau giữa mèo xanh và Toray, khi mà mèo xanh đã thi đấu rất tưng bừng nhưng điều để thua ngược rất đáng tiếc. Có thể nói trong mùa giải này mèo xanh BFU đã thi đấu khá thất thường, có lúc họ thi đấu rất hay, đánh ngang ngửa và có thể giành chiến thắng trước các câu lạc bộ rất mạnh ví dụ như Toray, nhưng sau đó đã để thua ngược cũng như trận thi đấu rất bạc ngược trước câu lạc bộ Aegeo để thua hai trận lượt đi và lượt về khá dễ dàng ở vòng thi đấu thứ 3 và thứ 4 tuần lễ thứ 2. Rất tốt một pha ghi điểm của đối chuyền Vandes mà áo xoay 3 mang về điểm số cho BFU. Đây là những diễn biến ở đầu hiệp thi đấu thứ nhất. Vandes phát bóng, tại mùa giải 2021-2022 vô địch bóng chuyền nữ Nhật Bản gặp nhau 3 trận gặp nhau giữa hai câu lạc bộ thì mèo xanh BFU đã giành chiến thắng ở lượt trận thứ nhất và thứ hai, nhưng ở lượt trận thứ 3 mèo xanh BFU đã để thua rất đáng tiếc trước Okazama. Chúng tôi hy vọng ở trận gặp nhau đầu tiên tuần lễ thứ tư giữa câu lạc bộ mèo xanh và Okazama, mèo xanh sẽ thi đấu lưu quá để vượt qua Okazama. Trải qua 5-6 lượt trận thi đấu, mèo xanh chỉ mới giành chiến thắng một trận trước Toyota ở trận lượt đi và giành 2 điểm ở 2 trận đấu gặp Toray ở vòng thi đấu thứ nhất và thứ hai sau khi để thua với tỷ số 2-3. Như vậy sau 6 lượt thi đấu đầu tiên, mèo xanh BFU rớt xuống top cuối của bảng xếp hạng tạm thời giao dịch bóng chuyền nữ Nhật Bản mùa giải năm nay. Bóng vẫn còn, Trần Thị Thanh Thúy vẫn chưa cúp vào hàng trắng của đối phương. Một pha bóng bền rất lâu, Vandes mở bóng và phản công thuộc về Okazama. Rất tốt một pha thực hiện pha đập bóng ở số 4, bóng đi chéo sân hai gục hàng phòng thủ của mèo xanh BFU mang về điểm số thứ 5 cho
xin lỗi, bóng đã ra ngoài. Và trong pha bóng này, điểm số thuộc về mèo xanh Mỹ Vương. Và chạm bóng tốt. 3 thì 1 lần 1 cánh gì đâu. 3 thì 1 lần 1 cái canh. Đấy, thì 3 thì đấy. 2 luồng 1 nước. 1 lần 1 cái canh. Rồi, rồi đi nhé. Pha bỏ nhỏ rất hay. Bên phía Okazama, chúng ta xem lại pha bóng rồi. Pha bỏ nhỏ vượt qua hai hàng trắng của mèo xanh Mỹ U. Điểm số thuộc về Okazama. Quá. Đẩy cái dây nữa cho anh em. À rất tạ. Đẩy cái chú chát. Chú chát thắng rồi. Và tăng gõ bóng lọt vào vị trí số 6. Vị trí hiếm hóc. Chúng tôi nhận thấy trên màn hình các bạn là ngoại binh người Thái Lan. Cô là một trong những thành viên của tuyển Thái Lan, vừa mới ghi bóng, ghi điểm cho Okazama. Và buộc huấn luyện viên của mèo xanh Mỹ Vương để xin tạm dừng trận đấu để chỉ đạo chiến thuật. Trong năm nay, ngoại binh người Thái Lan là ngoại binh là tân binh của Okazama. Các cô gái Okazama khởi đầu hiệp thi đấu thứ nhất tưng bừng và hiệu quả hơn các cô gái mèo xanh Mỹ Vương. Đây là những giây phút cuối của hiệp thi đấu thứ nhất. Điểm số cách biệt là 6 điểm. Trọng Thị Thanh Thúy vừa mới ra khỏi sân. 22-16 cách biệt khá xa. Một pha xử lý bóng không thành công của truyền 2. Điểm thứ 23 cho Okazama. Okazama có sự thay đổi người số 33 vào sân. Và 16 cách biệt là 7 điểm. Không thành công. Chúng ta xem lại pha bóng này. Đó là pha tấn công của đối chuyền Vanatabur. Mày áo số 4 thuận tay trái. Bóng dội tay trắng của Okazama. Set boy cho Okazama. Costa vừa rồi ghi điểm cho mèo xanh Mỹ Vương. Và Okazama xin quyền Challenger trong pha bóng này. Như vậy kết quả xin khiếu nại của Okazama, ta xem lại. Với góc quay này chúng ta khó xác định được bóng thuộc về điểm số thuộc về câu lạc bộ nào. Trọng tài vẫn còn đang xem lại màn hình. Và như vậy khiếu nại của Okazama thành công, điểm số thuộc về Okazama, điểm số. Như vậy kết thúc hiệp thứ nhất, Okazama giành thắng lợi trước mèo xanh Mỹ U với tỷ số 25-16. Mời các bạn tạm nghỉ trong ít phút trước khi xem các hiệp thi đấu tiếp theo của trận đối đầu giữa câu lạc bộ mèo xanh Mỹ Vương gặp câu lạc bộ Okazama lượt trận thứ 7. Đấy, con chó đen là con hài lợi quen đã đi. Đây là diễn biến đầu của hiệp thi đấu thứ 2. Điểm số bây giờ là 7 điều. Công cho Okazama. Một pha tấn công thành công ở tỷ số 3-8-7. Khác ở hiệp thi đấu thứ nhất, ở hiệp thi đấu thứ hai, hai đội giành giật nhau từng điểm và điểm số có phần ngang bằng hơn. Ở hiệp thi đấu thứ nhất thì cách biệt ngay từ đầu hiệp đã thuộc về Okazama và họ đã giành chiến thắng khá dễ dàng trước mèo xanh Mỹ Vương.
một pha đỡ bước một không thành công của các cô gái mèo xanh Peru 97. Pha ghi điểm của Acosta, chủ công người Venezuela, 8-9, cách biệt chỉ là một điểm. Lịch thi đấu thứ hai, hai đội thi đấu ngang ngửa hơn. Vẫn còn Acosta. Rất tốt và phản công của đối truyền người Thái Lan. Chúng ta xem lại pha bóng này. Một tuyển thủ trẻ Thái Lan. Pha chân bóng ra ngoài của các cô gái Osama. Như vậy tại giải quyết tịch bóng truyền nữ Nhật Bản mùa giải 2022-2023 và những mùa giải trước, các ngoại binh Đông Nam Á phần lớn thuộc về các cô gái đến từ Thái Lan, và những ngoại binh đã thi đấu khá thành công tại giải bóng truyền nữ Nhật Bản như Thách Đao đánh cho Zeytay Mobilet hay là HTA thi đấu cho Toyota Agel, và nhiều cái tên là tuyển thủ quốc gia Nhật Bản, xin lỗi, tuyển thủ quốc gia Thái Lan rất quen thuộc như Koram Mibichaza. Vâng vâng. Một pha tấn công rất hay của các cô gái Okazama. Ngoài ra còn có Trọng Thị Thanh Thúy của Việt Nam. Và phụ công cao 1m96 người Philippines. Rất tốt. Ta xem lại pha bóng ghi điểm của phụ công áo số 10. 11 điểm. Hiệp thi đấu thứ 2, hai đội thi đấu ngang ngửa hơn. Và các bạn tiếp tục xem diễn biến cuối của hiệp thi đấu thứ 2. Điểm số cách biệt bây giờ là 2 điểm. Tạm thời Okazama đang dẫn. Pha tấn công rất mạnh. Điểm số thứ 18 cho mèo xanh Peru. Pha ghi bóng vừa rồi là của Arota. Trường 2 Tara được thay vào sân. Cầu thủ không thành công. Điểm số thứ 20 cho Okazama. Cách biệt được nới rộng 2 điểm ở cuối hiệp thi đấu thứ 2. Okazama đang bứt tốc và họ đã ghi liên tục ghi điểm. Và tiếp tục là pha ghi điểm của Acosta. Acosta Ronaldi, chủ công người Venezuela. Trước đây mùa giải trước là ngoại binh thi đấu cho câu lạc bộ Denso. Và trận bóng thành công của các cô gái mèo xanh Peru. Và tấn công vừa rồi là của đối diện người Thái Lan. Hai mươi điều. Hiệp thi đấu thứ hai diễn ra rất cân bằng. Rất tốt, một pha bật cao và tung ra một cú đập chéo sân sắp xếp của chủ công áo số 2. Cô có chiều cao 1m77 nhưng có sức bật và cổ tay rất tốt, rất khéo. Chân bóng tốt. Tiếp tục là chủ công áo số 2
Sai ca, sai kỳ. Sai kỳ bật rất cao và cô đã đánh vượt qua hai hạt tay trắng của Vệ Sinh Bí Bù. Sai kỳ ghi những điểm số rất quyết định ở hiệp ở cuối hiệp thi đấu thứ hai. Pha phối không thành công của Okazama 21-22. Vệ Sinh vẫn bám đuổi rất sát nút ở hiệp thi đấu thứ hai. Tiếp tục là Saiki. Saiki ghi 3 điểm liên tục. Có chiều cao chỉ 1m77, nhưng những pha tấn công của Saiki rất hiệu quả. Và bật cao và xử lý bàn tay rất đẳng cấp của Saiki mang về những điểm số quyết định ở cuối hiệp thi đấu thứ hai. Shima số 35, thủ công Shima vừa rồi rút ngắn điểm số nước ngoài 20-22-23, cách biệt chỉ là 1 điểm. Các cô gái mèo xanh cũng rất tự tin ở thi đấu thứ hai. Lại là Saiki. Saiki mang số 2 chủ công, cô ghi liên tục 4 điểm từ điểm số thứ 20 và set boy cho Okazama. Saiki ghi những điểm số rất quyết định ở thi đấu thứ hai. Shima tiếp tục. Shima nhưng lần này Shima đã đánh bóng ra ngoài điểm số thứ 25 thuộc về Okazama. Như vậy kết thúc hiệp thi đấu thứ hai, Okazama vượt qua mèo xanh Beko với tỷ số 25-22 dẫn trước 2-0. Xin mời các bạn là phụ công người Trung Quốc. Điểm số hiện giờ là 5-1, tạm thời nghiêng về Okazama. Vẫn là điểm số rất cách biệt dành cho Okazama. Một pha phá bóng ra ngoài, người phá bóng hẳn là đối chuyền người Thái Lan. Tiếp tục một pha thực hiện bóng ra ngoài, trước đó là một pha tấn công của phụ công người Trung Quốc không thành công, và sau đó là một pha bóng thẳng, điểm số thuộc về mèo xanh 3-5. Một pha thực hiện pha đập chéo sân, ta xem lại pha bóng này rồi. Vẫn là Saiki, chủ công mã số 2. Chủ công mã số 2 chỉ cao 1m77, nhưng cô bật rất tốt và cổ tay rất khéo. Cô là trụ cột ghi điểm chính cho Okazama, đặc biệt là những thời điểm rất quyết định. Trước đó ở hiệp thi đấu thứ 2, từ điểm số 20, Saiki ghi liền 4 điểm giúp cho Okazama vượt qua mèo xanh biển ô. Mặc dù ở hiệp thi đấu thứ 2, hai đội thi đấu rất ngang ngửa, khác biệt với hiệp thi đấu thứ nhất, Saiki đã tỏa sáng đúng lúc và giúp cho mèo xanh ghi điểm liên tục ở những thời điểm quyết định. Dường như có sự trục trặc của ban tổ chức, và đây là những khuôn mặt rất quen thuộc của các cô gái chủ nhà câu lạc bộ Okazama. Hình như là có sự trục trặc về sân bãi. Hình như chúng tôi nhận thấy là có một chiếc rèm bị không đúng kỹ thuật, lột xác bên phía ban tổ chức của giải bóng truyền nữ Nhật Bản.
người ta tổ chức rất chu đáo từ những chi tiết nhỏ. Bóng quảng cơ lại là phụ công người Trung Quốc tung ra một cú đập quá uy lực. Phụ công mẹ số 24, cô có chiều cao rất tốt, trên 1m80. Và ghi điểm của Sima mã số 35 ở trận thua ngược rất đáng tiếc trước câu lạc bộ Toyota ở hiệp thi đấu quyết định thứ 3. Mèo xanh bé ô đã dồn bóng cho Sima và cô đã thi đấu không hiệu quả, và từ đó tinh thần thi đấu của các cô gái mèo xanh đi xuống rõ rệt. Và cuối cùng chung cuộc thua cuộc rất đáng tiếc với tỷ số là 2-3, khá đáng tiếc trước câu lạc bộ Toyota, mặc dù ngày thi đấu hôm trước câu lạc bộ mèo xanh Vivo đã giành thắng lợi hay khi mà cách biệt lên đến 4 điểm, Kokazama đang tạm thời vươn lên dẫn trước 22-17, cách biệt là 5 điểm. Ông Masahiro Sakamoto đang ráo riết chỉ đạo các học trò của mình, điểm số là 22-17, chiến thắng đang cận kề với Okazama. Trước trận đấu chúng tôi không thể ngờ mèo xanh bé vô có thể dễ dàng chấp nhận thất bại trước Okazama như những gì chúng ta đã theo dõi từ đầu trận đấu đến giờ. Trường 2 ta ra được thay vào sân, cách biệt là 4 điểm. Trên màn hình các bạn là trường 2 số 7 ta ra với chiều cao 1m62. Trong các vòng đấu vừa qua, ta ra là người dự bị cho người xanh biển luôn ở vị trí trường 2. Vừa rồi cô được tung vào sân khi mà đối phương đã dẫn trước 4 điểm ở những thời điểm cuối của hiệp thi đấu thứ 3. Rất tốt một pha ghi của tôi quan sát không lâu, đây là pha ghi điểm của chủ công áo số 2 Saika, ghi điểm thứ 23. Rồi. Saika với chiều cao 1m77, cô thường xuyên ghi điểm chính cho Okazama. Không vượt qua rào chắn của Okazama, điểm số 24 cho Okazama, set boy cho Okazama, và chỉ cần một điểm nữa là Okazama sẽ kết thúc hiệp thi đấu thứ 3. Không được rồi, mà tấn công ghi điểm của Acosta. Mười chín 24, Acosta phát bóng set boy cho Okazama lần thứ 2 ở hiệp thi đấu thứ 3. Rất tốt, lại là Saika. Xin lỗi các bạn, không phải Saika mà một chủ công khác của Okazama. Như vậy kết thúc hiệp thi đấu thứ 3, Okazama dễ dàng vượt qua BFU buổi lượt kết với tỷ số 25-19. Và kết thúc trận đấu, Okazama vượt qua BFU với tỷ số 2-1. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những trận đấu tiếp theo.